Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Trang rất vui được gặp quý vị trong bản tin nóng của Hành Trình Tương Lai thứ năm ngày mùng 8 tháng 10. Quý vị đừng quên đăng ký hai kênh mới của chúng tôi là Hành Trình Tương Lai Dự Báo Thời Tiết và Hành Trình Tương Lai Huyền Bí để không bỏ lỡ những video hấp dẫn quý vị nhé. Và sau đây như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với điểm tin chính trong chương trình. Mắc bệnh hiếm gặp, em bé sơ sinh ở Quảng Ninh chào đời toàn thân phủ lớp sừng trắng, nhiều vết nứt sâu. 5 người Ấn Độ đi chuyên cơ qua Đồng Tháp, dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Tạm dừng chuyến bay quốc tế chở khách về Việt Nam. Đề xuất thu phí sau hơn 10 năm mở rộng xa lộ Hà Nội. Tổ chức Y tế Thế giới chưa thể cử đội điều tra về nguồn gốc viêm phổi Vũ Hán đến Trung Quốc. Hồi phục thần tốc, cơ thể ông Trump đã xuất hiện kháng thể. Nổ kho vũ khí tại Nga khiến hơn 2.000 người phải sơ tán. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh mới tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai được sinh non khi 32 tuần tại Vân Đồn. Sau khi sinh, toàn thân bé bị bao bọc bởi một lớp như sừng màu trắng và xuất hiện các vết nứt sâu. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết mẹ cháu bé là người dân tộc Dao mới 27 tuổi, nhưng lần sinh bé này là mang thai, lần sinh thứ 6. Quá trình mang thai không thấy bất thường, mẹ bé không khám thai và khám sàng lọc. Tiền sử gia đình cũng không có gì đặc biệt. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, các bác sĩ cho hay bé mắc chứng bệnh da vảy cá, Harlequin ichthyosis, chứng bệnh rất hiếm gặp, chỉ gặp ở 1 trên 500.000 trẻ em. Bệnh làm cho phần hạ bì dày gấp 10 lần, tốc độ da phát triển nhanh gấp 7 lần so với bình thường. Bệnh này thường gặp ở trẻ sơ sinh với biểu hiện toàn thân cơ thể được bọc trong một lớp da màu trắng dày, kèm vết nứt sâu chẳng chịt. Lớp da dày có thể làm co kéo và biến dạng khuôn mặt của bé. Sự kéo căng của da vùng quanh mắt, miệng khiến cho mí mắt và môi bị đảo ngược ra ngoài, lộ rõ niêm mạc màu đỏ mà bình thường chỉ nằm bên trong. Có 20 thể đột biến gen này đã được ghi nhận, nhưng thể em bé sơ sinh ở Quảng Ninh mắc là thể nặng nhất trong các thể bệnh lý đã được ghi nhận. Hiện các bác sĩ đang chăm sóc cho bé bằng bôi kem, giữ ẩm, chống nhiễm khuẩn, đắp gạc và tăng cường thể chất cho bé. Thưa quý vị, thông tin với báo Thanh Niên sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 10, ông Đoàn Tấn Bỉu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết 5 trên 49 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam tối ngày mùng 6 tháng 10 đã cho kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Cả 5 ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán thuộc nhóm 49 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam vào tối ngày mùng 6 tháng 10 và được đưa đi cách ly ngay từ đầu tại điểm cách ly trường quân sự địa phương cũ tỉnh Đồng Tháp tại thành phố Sa Đéc. Ông Bỉu thông tin, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, ngành y tế địa phương đã tổ chức đưa 5 bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để theo dõi và điều trị. Hiện sức khỏe của những bệnh nhân này ổn định. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành y tế tỉnh tổ chức rà soát và lập danh sách những người tiếp xúc gần F1 với 5 ca dương tính để cách ly, theo dõi và kịp thời xử lý. Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hoạt động bay thương mại quốc tế chở khách về Việt Nam đang phải tạm dừng để chờ đợi hướng dẫn quy trình cách ly hành khách từ Bộ Y tế. Việc cách ly công dân nước ngoài được thực hiện tốt, vấn đề phát sinh nằm ở quy trình chuẩn bị khách sạn, thu phí cách ly đối với công dân Việt Nam. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế vừa nhóm họp để liệt kê hết các vướng mắc phát sinh sau 2 chuyến bay quốc tế thí điểm từ Seoul, Hàn Quốc về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Đức, việc chuẩn bị khách sạn thu phí cách ly chỉ là một trong nhiều vấn đề cần giải quyết. Tổ công tác của Bộ Y tế đang xây dựng quy trình cách ly thống nhất áp dụng cho toàn quốc. Dự kiến 3 ngày nữa, quy trình hoàn thành và trình Ban chỉ đạo quốc gia phê duyệt. Theo báo Tuổi Trẻ thông tin, sau 10 năm triển khai nhưng chưa hoàn thành, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh trình đề xuất thu phí BOT xa lộ Hà Nội từ ngày 1 tháng 11. Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất mức cho phép thu phí trạm BOT xa lộ Hà Nội với mức như sau: ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 30.000 đồng một lượt, ô tô từ 12 đến 30 chỗ, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 45.000 đồng một lượt, ô tô từ 31 chỗ trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 60.000 đồng một lượt, xe tải từ 10 đến 18 tấn, xe container loại 20 feet là 120.000 đồng một lượt,
xe tải trên 18 tấn, xe container loại 40 feet là 170.000 đồng một lượt. Bên cạnh đó, miễn phí 11 nhóm xe, trong đó có xe cứu thương, cứu hỏa, xe cảnh sát, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh, tuyến cố định chạy qua trạm. Giảm 50% cho ô tô dưới 12 chỗ không kinh doanh, chủ xe có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên 6 tháng ở mặt tiền hai đường song hành xa lộ Hà Nội, quận 2 và 9 và quận Thủ Đức. Giá thu sẽ điều chỉnh sau 5 năm hoạt động. Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội dài 15,7 km đi qua các quận, quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công ngày 2 tháng 4 năm 2010, đến nay chỉ mới thực hiện được 76% khối lượng công việc đã đề ra, nguyên nhân là do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Theo tờ South China Morning Post, Giám đốc chương trình các vấn đề y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Mike Ryan cho biết cơ quan này đã chọn xong các chuyên gia trên khắp thế giới cho nhiệm vụ đến Trung Quốc để nghiên cứu nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên gia này vẫn chưa thể đến Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh này do danh sách vẫn chưa được Trung Quốc thông qua. Theo giới quan sát, uy tín của cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những chuyên gia được chọn và cách thức tổ chức. Đã có nhiều chỉ trích thời gian qua rằng WHO thiên vị Trung Quốc trong giai đoạn đại dịch mới bùng phát. Chuyên gia về y tế toàn cầu tại Tổ chức Hội đồng Quan hệ Quốc tế Mỹ David Feider cho rằng, sự giằng co giữa WHO và Trung Quốc có thể làm nóng trở lại những chỉ trích nhằm cả vào WHO và Trung Quốc, khiến mối quan hệ giữa tổ chức này và chính phủ Trung Quốc bị hoài nghi nhiều hơn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kelly McEnany đã công bố bản ghi nhớ của bác sĩ Nhà Trắng Sean Coley. Trong bản ghi nhớ, bác sĩ Coley của Tổng thống Hoa Kỳ đã tóm tắt quá trình hồi phục mới nhất của ông Trump vào ngày 7 tháng 10 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, nói rằng Tổng thống Trump đã không bị sốt trong hơn 4 ngày, không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh viêm phổi Vũ Hán trong hơn 24 giờ qua, và đặc biệt là cơ thể ông đã sản xuất ra kháng thể virus viêm phổi Vũ Hán. Tiến sĩ Coley nói rằng đội ngũ y tế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự hồi phục của Tổng thống Trump và sẽ báo cáo các thông tin mới nhất. Theo hãng tin AP, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga hôm qua 7 tháng 10 cho biết một kho đạn ở khu vực Ryazan ở phía đông nam thủ đô Moscow đã phát nổ sau khi bắt lửa từ một đám cỏ khô bị cháy ở gần đó. Kho vũ khí được cho là chứa khoảng 75.000 tấn đạn dược. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, hơn 400 nhân viên cứu hỏa của địa phương và khu vực lân cận đã được điều động để xử lý. Tuy nhiên, do gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, trong khi các quả đạn pháo liên tục phát nổ đã buộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp phải cử thêm lực lượng và phương tiện từ vùng Moscow. Đến cuối ngày, ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát. Vụ hỏa hoạn buộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp phải sơ tán hơn 2.300 cư dân sinh sống trong bán kính 5 km. Các đường cao tốc gần khu vực cũng bị phong tỏa. Theo thông tin ban đầu, đã có 5 người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng đã mở điều tra hình sự về khả năng có vi phạm trong việc quản lý vũ khí. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Và bây giờ, Ngọc Trang xin được chia sẻ đến quý vị một câu chuyện trong phần Nhân sinh cảm ngộ. Câu chuyện như sau. Vua Đường Thái Tông hỏi vị quan cận thần là Hứa Kính Tông rằng: "Trẫm thấy văn võ bá quan trong triều, khanh cũng là một người có tài, có đức, nhưng sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?" Hứa Kính Tông trả lời: "Tâu bệ hạ, mưa một xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vàng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thường du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo trích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại, cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ, vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán.
Tiếng thị phi của thế gian, nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. Đường Thái Tông nghe xong thì tấm tắc khen, người nói rất phải, ta sẽ nhớ kỹ. Thưa quý vị, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được. Vì vậy, hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai, kênh Hành Trình Tương Lai dự báo thời tiết cũng như kênh Hành Trình Tương Lai huyền bí. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui.